Chào mọi người nhé. Hôm nay tiếp tục lại giới thiệu đến cho mọi người một mảnh rẫy mới mọi người ạ. Mảnh rẫy này thì có vị trí tọa lạc tại xã Đắc Nơ Dơ Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông, với tổng diện tích sử dụng ở bên ngoài của mình là 1 hectare 7 và diện tích thể hiện ở trên sổ đỏ chính quy của mình là 1 hectare 2 của anh chị nhé. Thân đất rất là triền nhẹ và khuất gió, chất đất đỏ ba gian màu mỡ tơi xốp nha mọi người. Từ cái vị trí của mảnh đất này di chuyển ra trung tâm trường chợ ủy ban của xã Đắc Nơ Dơ Rung thì rơi vào tầm khoảng 7 km thôi quý anh chị nhé. Và mình sẽ di chuyển bằng đường nhựa quý anh chị ạ, trong đó mất khoảng 5 km là đường tỉnh lộ 686 và 2 km là đường liên thôn nha quý anh chị, liên thôn liên xã quý anh chị ạ. Trên đất của mình hiện trạng thì có một cái hồ nước tưới như thế này, hồ nước tưới riêng quý anh chị nhé. Nước tưới thì thoải mái rồi quý chị ạ, vì cái vùng này thì không bao giờ thiếu nước. Và dân cư sinh sống ở xung quanh cái mảnh đất này cũng khá là đông quý chị này. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết tường tận cái mảnh vườn cho quý anh chị tham khảo nhé. Đây có hồ nước tưới riêng rộng như thế này quý chị này. Và trên đất của mình hiện trạng đang có 18 cây sầu riêng đang cho thu hoạch chính mùa vụ đầu tiên quý chị ạ. Tức là thu hoạch chính cái năm đầu tiên quý chị nhé. Năm vừa rồi đã cho thu bói rồi. Tất cả thân đất của mình đều là chất đất đỏ ba gian màu mỡ tơi xốp và khuất gió hoàn toàn quý anh chị nhé. Chất đất rất là màu mỡ. Và hiện trạng trên đất thì có trồng đông đặc cà phê quý anh chị ạ, và có xen canh được một ít cây hồ tiêu. Hồ tiêu thì còn sót lại của thời kỳ trước thôi quý anh chị, cũng nguồn thu tương đối. Còn cà phê thì rất là đẹp quý anh chị nhé. Đã trồng đông đặc cà phê như thế này và gia chủ đã chăm sóc và tưới nước đợt 2 rồi quý anh chị ạ. Đây, giống cà phê giống mới rất là năng suất. Theo như thông tin của chủ nhà cung cấp thì mỗi năm gia chủ thu về 4 đến 5 tấn cà phê như thế này quý anh chị nhé. Và trên dưới 1 tấn tiêu thôi quý anh chị ạ. Tại vì gia chủ bận công việc làm ăn ở xa nên không còn điều kiện chăm sóc được cái mảnh rẫy này nữa, nên sang nhượng lại cho quý anh chị, cô bác nào có cơ duyên muốn canh tác nông nghiệp làm nương rẫy thì có thể đến gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng giá cũng như là xem đất trực tiếp nha quý anh chị. Đường xá thì thuận tiện, di chuyển bằng xe bán tải có thể di chuyển được hết đất luôn quý anh chị nhé. Đây, sầu riêng năm nay bắt đầu cho thu hoạch chính, hoa rất là nhiều luôn quý anh chị này. Tổng diện tích sử dụng trên mảnh đất của mình đây bên ngoài là 1 hectare 7 quý anh chị nhé, và đã thể hiện trên sổ đỏ chính quy của mình là 1 hectare 2. Và giá của chủ nhà đang mong muốn bán cho cái mảnh rẫy này là 1 tỷ 250 triệu, có thương lượng nhẹ thôi. Giá này chỉ có bớt lộc thôi quý anh chị nhé. Đất có vị trí tọa lạc tại xã Đắc Nơ Dơ Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông, và cách trung tâm trường chợ khoảng 7 km, di chuyển bằng xe bán tải đến đất quý anh chị nhé. Tất cả cây trồng trên mảnh đất hiện trạng đang phát triển rất là tốt, mà giá chủ nhà đang mong muốn bán cho tổng diện tích nguyên lô hết đất này chỉ có 1 tỷ 200 triệu cho 1,7 hectare, 17.000 m² quý anh chị nhé. Đây, thân đất rất là bằng đẹp, xe bán tải có thể di chuyển được hết đất luôn. Quý anh chị quan tâm đến mảnh đất này thì trực tiếp liên hệ qua số điện thoại 0345 137 793, cũng là số Zalo hiện thị ở góc phải màn hình quý anh chị nhé. Em sẽ dẫn quý anh chị đi xem trực tiếp lô đất, gặp chủ nhà và mình thương lượng giá nha quý anh chị. Tất cả thân đất và cây trồng đều rất là đẹp. Giá chỉ có 1 tỷ 200 triệu cho tổng diện tích nguyên lô hết đất 1,7 hectare này. Quý anh chị đang theo dõi Nhà Đất Phân Công thì hãy nhấn nút đăng ký chia sẻ để đón xem những video sớm nhất, để được lựa chọn cho mình một mảnh đất phù hợp nhất quý anh chị nhé. Cái con đường này thì nối liền với con đường nhựa, đường liên thôn ở trên cái đỉnh đầu rẫy của mình quý anh chị này, và xuống cái mảnh đất của mình rơi vào tầm khoảng 700 m quý anh chị nhé. Là mình sẽ di chuyển cái con đường này này đến đất, kéo dài từ đầu mảnh đất đến cuối mảnh đất luôn nha quý anh chị. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.